thì mỗi người chỉ được một ít ít như vậy á, xài thôi. Cái dòng sample này thật sự nó rất là khó khó lấy lắm. Và Hà có cái kem ngàn đô luôn nha mọi người nhé. Hà có cái kem, Hà có cái sample của cái dòng Centenica nha cả nhà nhá. Cầm em lấy một hộp này á, tại vì cầm biết sao không, nó không có nhiều. Nếu mà mọi người thích chứ mọi người cứ lấy đi, tại vì nó không có nhiều đâu. Và với cái giá này thật sự đó, Hà sale là nó đã rẻ lắm rồi đấy. Trước là mọi người không thể mua được với cái giá này đâu, Hà nói thật. Cái giá này đối với cái giá này á, là chỉ có bằng với cái giá mua thôi, chứ không có bằng cái giá mà Hà bán đâu. Hà mua đấy, mua giá bên công ty ấy, chứ không phải ấy đâu. Đây này, Hà còn có cả cái dòng cái này nữa này, có cái kem Centenica này ngàn đô này luôn này, dòng thử nha, cái này là dùng thử không đó. Chị ghi nha. Cầm này. Chị Hà bán, nói thật luôn, chị Hà bán rất là sát giá luôn, mọi người cứ yên tâm mua, Hà nói thật luôn đấy. Hà lấy làm sao mà Hà bán đúng sát giá vậy thôi, chứ không có bán, không có lấy hơn luôn đấy. Vân một hộp hả? Cầm Vân hộp này. Đó. Rồi Trinh Mai em lấy 2 hộp hả? Nó không có hàng đâu. Hà thật sự là cũng rất là muốn mua, có là Hà rất là muốn lấy luôn, từ trước đến giờ rất là thích nó luôn đấy, muốn lấy. Tại vì những cái set của nó đắt, nó mắc quá. Mà mấy chị em thì nhiều khi là ngại, không có muốn, giống như là không có muốn mua những cái set bự quá, mà nên mình phải mua những cái này mình dùng thử đi. Nếu mà mình thấy cảm thấy nó ok, mình thích nó thì mới có thể mình mua cái set lớn mình xài đi, thì nó rất là lợi luôn đấy. Vi cũng lấy hả Vi? Cái này nó làm thon gọn mặt mình, nó cái này nó rất, nó nâng cơ mình nha. Cái này là nó giống như là nó sẽ kéo căng cái sợi collagen lên cho mình rất là tốt nha. Nếu mà nói về cái hoàn lưu cao thì là nó là cái chức năng của nó là như vậy. Tại sao nó lại nó có cái tên là nó làm trẻ hóa 15 tuổi, nó là như vậy nhé. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nha. Tại sao nó là như vậy? Còn nếu như mọi người ấy mà muốn xài qua cái dòng mà nếu mà nói là hoa hiên hoa dun, thì cái dòng đấy ấy, thì nó đặc biệt một cái, nó là như thế này. Nếu mà hoa hiên hoa dun ấy, thì nó là một cái dòng tái sinh, thì nó lại làm gì? Nó cái chức năng của nó tức là cái gì? Nó sẽ tăng cái sợi collagen lên cho mình, tức là nó cái những cái sợi mà nó đã bị đứt, nó không có, và nó sẽ tái tạo thêm những cái sợi collagen đấy cho mình để nó làm cho cái da của mình trẻ trẻ ra. Còn cái này ấy thì là nó lại là một cái kiểu khác của nó, tức là những cái da của mình nó bị, những cái sợi collagen nó đã bị trùng thì nó sẽ kéo căng lên cho mình, nó sẽ làm cho cái da mặt mình nó thon gọn lại nha cả nhà mình nha. Làm lúc đấy là mình sẽ khôi, đó là cái chức năng của nó nha. Đó là cái kem của Hoàn Lưu Cao. Và Hà nghe cũng đã nghe rất là nhiều người nói như thế nha, tại sao nó trẻ hóa 15 tuổi nha. Đó. Còn cái này á thì mọi người biết rồi, cái này này, cái dòng mà Centenica này này, mọi người biết cái dòng Centenica này á thì ấy, mọi người biết là một cái hũ kem của nó thật sự mà nó mắc hơn cái hũ kem Hoàn Lưu Cao nha. Một hũ kem của nó là 1.000 nha cả nhà nha. Và ở đây ấy, Hà có nha. Xài da đẹp lắm, đúng rồi đó. Thật sự ấy, nó phải nói là mấy cái dòng này á, thật sự Hà nó nói tới cái này đó, tại vì những cái set này thật sự cái giá nó hơi cao. Nếu mà mình có khả năng á, thì mình xài nguyên cái set nó thì nó lợi lắm. Nhưng mà nếu mọi người, với lại thứ nhất với lại mọi người, nhiều khi mọi người nghĩ là không biết mình xài có hạp hay không, thì mình mua những cái sample này đó mình xài thử. Nếu mình đã có những cái tinh chất ở nhà, mình có thể kết hợp với cái tinh chất ở nhà mình, kết hợp với tinh chất của Hu, là mình có thể xài được với cái dòng kem này hết luôn nha. Đó. Còn cái Centenica này á thì Hà cũng bán về, cũng về được ít hộp luôn. Thì một cái hộp của nó cũng có 20 viên như thế này luôn nha cả nhà nha.
Cái dòng này là chất kem ngàn đô nha, là Centenica nha. Cái dòng này là cái dòng cao cấp nhất của Sum á nha. Đó. Thì cái hộp này nó cũng 20 viên như thế này. Nhưng mà cái hộp này thì Hà phải bán với 37 đồng một hộp nha cả nhà nha. 37 đồng một hộp. Và Hà á, sau cái này này, Hà sẽ giới thiệu với mọi người là một cái set Centenica đấy. Và mọi người biết không, Hà bán cái set này mà Hà còn tặng lên một cái hộp này nữa, là mọi người sẽ biết cái giá của nó không có bao nhiêu tiền hết. Thật sự mua cái giấy nó vẫn là rẻ nha. Nếu mà ai mà mình còn giống như là mình biết cái set Centenica rồi nhưng mà mình còn ngại nó mà mình chưa có dám thử nó đó, hoặc là mình nghĩ là cái đó nó mình mua nó nhiều tiền quá mà không biết nó có xài được hay không, thì mình nên xài thử cái này luôn cũng được luôn nha. Cái đấy là cái giống như là Hà cho, giống như Hà nói là để cho khách có nhiều cái option, để cho mình có nhiều cái sự lựa chọn cho mình á. Chẳng biết nói tiếng Đức là nói cái gì nữa, chỉ biết mỗi tiếng Anh option của nó là tức là như nhiều cái sự lựa chọn cho mình đấy, chẳng biết nói sao cứ nói đại như vậy. Tại vì ở đây nó là cái set của Hà đây. Mọi người ơi, có ai nếu như ai thích cái set này thì mọi người nhắn cho em nha. Mọi người nhắn cho em đi. Em nói thật luôn là em